Thanh Phương chào mừng quý vị, quý vị cùng trở lại với chương trình bình luận thời sự cùng Thanh Phương trên hệ thống đài VBS 57.6 Và bản tin tiếp theo Thanh Phương muốn quan đến cho quý vị đó là những bản tin nối trội trong Hoa Kỳ và những ngày vừa qua Đó là bản tin gì? Thì bản tin là theo như Thanh Phương được biết là về tài liệu mật của ông Joe Biden. Tài liệu mật của ông Joe Biden có gì hấp dẫn chúng ta trong những vần vừa qua đúng không thưa quý vị? Thì FBI vừa tìm thấy 6 trang hồ sơ mật trong khi lục soát nhà riêng của ông Joe Biden. Thì FBI cũng nói là họ có tìm thấy những mảnh giấy viết tay. Đặc biệt là cái vấn đề này, mảnh giấy viết tay của ông Joe Biden. Và ông Bob Bauer, luật sư riêng của ông Biden cho biết vào ngày thứ Bảy vừa qua, Ông cũng cho biết là khi mà lục soát toàn bộ nhà riêng của ông Joe Biden kéo dài trong vòng 13 tiếng. Các hồ sơ đánh dấu mật có liên quan đến thời gian ông Biden làm thượng nghị sĩ và phó tổng thống. Cái vấn đề đang nói ở đây thưa quý vị, khi mà ông còn làm thượng nghị sĩ, ông lấy cái quyền gì? Ông có thể giữ tài liệu mật, đúng không? Rồi ông làm phó tổng thống, ông đâu có quyền giữ những tài liệu mật của vào bạch ốc đâu Nhưng mà ông vẫn giữ Rồi ông lại đổ lỗi Là do một cái vấn đề là sơ xuất của người dọn dẹp Cái này Chúng ta có một câu hỏi rất là lớn Câu hỏi lớn ở đây là gì Ông lấy cái Bây giờ đến khi mà người ta nói là à, Người ta hay nói cái câu là Uh, khi á, mà ông cựu tổng thống đó là Trump á, mà khi mà thấy những cái tài liệu mật á, thì ông này lên đó là ông Trump là một người giả tạo, ông Trump là thế này thế kia nhưng mà đến khi ông bị á, thì ông nói là ô tôi không biết Tôi không biết tại sao nó lại có những cái tài liệu mật đó Và tại sao nó lại nằm trong nhà tôi Và khi mà tôi bỏ trong gara nhà tôi Thì xe tôi đậu trong gara Chứ xe tôi không có đậu ở ngoài thì quý vị hỏi cái câu hỏi của ông Biden mình mình nghĩ như thế nào thưa quý vị ông nói một cốc rất là ngô nghe ông có như là ông phủ nhận hoàn toàn những cái gì ông đã làm nhưng mà điều đã nói ở đây tài liệu mật này không phải có ở đây cách đây vài ba năm khi ông còn làm phó tổng thống mà khi mà ông còn làm thượng nghị sĩ khi ông làm thượng nghị sĩ thì thanh phương biết là ông làm từ năm 1979 đến nay mà ông đã giữ ông giữ khi đó là rất là nhiều cái này là chỉ có một phần của tảng băng nổi thôi còn tảng băng chìm như thế nào mọi người chưa có moi ra nhưng mà chắc chắn với cái sự lãnh đạo của từng chủ tịch hạ viện ông calvin mccarthy thì thanh phương nghĩ thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ biết một số điều kinh thiên động địa từ gia đình joe biden thì theo như vụ luật sát người ta cũng nói là khi mà ông luật sư Quang Biden phát hiện 6 trang hồ sơ mật khác trong thư viện cá nhân của nhà ông và gần 3 tháng sau khi ông Barrer phát hiện một số hồ sơ mật tại Penn Biden Center ở Washington DC. Cái vấn đề ở đây chúng ta biết là tài liệu mật của ông Joe Biden có trước khi bầu cử giữa kỳ. Nhưng tại sao lại không được tiết lộ. Đến thời điểm bây giờ mới được tiết lộ. Có nghĩa là quý vị thấy có phát hiện từ đầu tháng 11 nhưng qua đến giữa tháng 12 thì mọi người bắt đầu mới báo chí bắt đầu la 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 lên nhưng mà trước đó thì lại không nói. Lý do nếu chúng ta đặt giả sử lại câu hỏi, trường hợp nếu mà cựu tổng thống đó là Trump mà giữ những tài liệu mật này thì Thanh Phương cam đoan và chắc chắn với quý vị một điều là truyền thông sẽ nổi nổi bum 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 để cho Đảng Cộng hòa coi như là văn tứ tung luôn chứ không còn giống như bây giờ. Nhưng về phía đảng Dân Chủ và thật lucky cho ông Joe Biden vì ông là thuộc đảng Dân Chủ nên thành ra khi phát hiện tài liệu mật thì đảng Dân Chủ lại support cho ông và giấu nhẹm nó đi. Đến giữa tháng 12 khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đó rồi Thượng viện thuộc về Dân Chủ, Cộng hòa thuộc về Hạ viện Bắt đầu Là là bắt đầu mới là nổi lên Và nổi lên lúc đó thì sao? Ông, tôi không biết Tôi không biết tại sao nó lại có trong nhà tôi Và tôi không biết là tại sao tôi lại có giữ những cái đó Chắc là đặt nhầm chỗ Thanh Phương hỏi quý vị thì làm sao mà có cái vụ mà mình đặt nhầm chỗ đúng không? Ví dụ như cái điện thoại của mình, mình có thể đặt nhầm chỗ này nhưng mà không thể đặt mãi. Khi mà đặt nhầm rồi mình sẽ nhớ là mình sẽ đặt nhầm, mình sẽ lấy về lại. Chứ không thể mà mình đặt nhầm xong cái mình quên luôn. Tại vì hồ sơ đó là thuộc hồ sơ mực của chính phủ chứ không phải là hồ sơ riêng của ẩm giống như hồ sơ riêng cá nhân của mình chúng ta khi mà chúng ta đang cần cái gì đó chúng ta sẽ đi kiếm nhưng mà đây thì sao coi như là tôi nhầm Tôi quên, tôi không biết. Coi như là, à, theo Thanh Phương được biết là ông đổ thừa cho cái người mà dọn dẹp á, người mà sắp xếp hồ sơ cho ông á, người ta vô tình để lại. Và điều đáng nói cách đây á là hai tuần trước, thì cái nơi á, mà trung tâm pen Biden của ông á thì người ta mới nói á, là vỡ lỡ ra là nhận hàng trăm triệu đô la mỹ từ trung quốc và đặc biệt là những nhà hảo tâm đó họ giấu tên và là người hồng kông và trung quốc donation vô trong đó họ có thể là họ nói là no tôi không có nhận bao nhiêu hết tôi chỉ nhận mười mấy ngàn thôi nhưng mà theo những gì mà uh, tài khoản ngân hàng rồi những cái gì giống như từ Việt Nam mình thấy nó sao kê ngân hàng thì chúng ta thấy rất 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 là nhiều và điều đặc biệt là những cái tài liệu mật mà ông Joe Biden giấu đi nó liên quan tới ai liên quan tới Hunter Biden con trai cân của đơn kim tổng thống Joe Biden và những tài liệu này liên quan đến vì thưa quý vị liên quan đến Trung Quốc và Ukraine đó là điều mấu chốt của vấn đề thì khi quý vị nhớ là năm 2020 khi mà bầu cử tổng thống và khi mà cái cái, cái laptop của ông hunter biden á, được phát hiện ở một cái tiệm sửa laptop ở delaware á, thì tự nhiên á, uh, tờ new york uh, new york post mới uh, post cái bài lên là um, tìm thấy một cái laptop ở trong laptop của ông hunter biden tìm thấy một số tài liệu bla 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 và hình ảnh bla 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 tự nhiên qua ngày hôm sau uh, twitter facebook shut down shut toàn bộ những cái thông tin hồ sơ mật đó và coi như là cái máy tính của Hunter Biden coi như là mất đi không còn hiện hữu trên thế giới này nhưng mà rồi thì nó nói là giấy làm sao gói được lửa hả thưa quý vị thì trước sau gì cũng phải ra thôi thì á, khi mà 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 à, cái hồ sơ mật ổng phát hiện ra thì ông Merrick Garland À, tổng trưởng lý tổng trưởng lý của Hoa Kỳ lên nói là tôi không có là đảng chính trị tôi không có phe phái tôi không bên người này tôi không bên người kia tôi vẫn cử một người đứng ra là ông Robert Hur để ra để mà điều tra tất cả những cái tài liệu mật này cũng giống như tôi cũng đều, uh, đưa ra ông Smith để mà điều tra cựu tổng thống đó là Trump về cái vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago nhưng mà cái điều đáng nói ở đây khi mà FBI họ tới lục soát nhà ông Trump, Biden. họ đi một cách rất là nhẹ nhàng nhưng mà đối với cựu tổng thống thì như thế nào thưa quý vị đột kích không một tiếng nói ao à, 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 tới lục toan hết cả nhà người ta khi cái đó có phải là chính trị không theo Thanh Phương được biết, nước Mỹ là một nước rất là lịch sự Khi chúng ta làm một cái gì đó chúng ta phải thông báo Chúng ta không có thể đi vào nhà người khác mà chúng ta không thông báo Chúng ta đi vào nhà người ta, người ta mình phải gõ cửa, mình phải xin phép người ta để mình vào Chứ không thể là đột kích kiểu như vậy Dù gì, ông đó là Trump vẫn là cự thầu, cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Nhưng mà lại đối xử như vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết rồi thì không cần nói nhiều chính trị hay là không chính trị đảng phái hay không đảng phái thì tất cả đều biết và một chuyện vui nữa thưa quý vị à, ngày à, vào ngày 21 tháng 1 là tức là cái ngày mà chúng ta nói là ngày 30 Tết thì mới mới xì ra một cái tin rất là vui là bà Nancy Pelosi bà mới mời thầy cúng về bà cúng nhà bà bà nói là à, bà cúng nhà bà để mà à, cho cảm thấy có lỗi bà trừ tà tại vì vì bà mà chồng bà bị đánh rồi bla 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 thì cũng đâu cũng đâu đó thôi thì vì sao lại có vấn đề đó rồi á cái vấn đề mà chồng bà Pelosi bị đánh trước khi mà bầu cử giữa kỳ rồi nó tất cả theo Thanh Phương nghĩ tất cả đều có một cái sự liên đới với nhau chứ không có gì gọi là tự nhiên cả cái vấn đề á là tài liệu mật phát hiện nhưng mà bị giấu đi và đồng nghĩa với trong thời điểm đó thì bà nhà của bà Pelosi bị đột kích và đánh chồng của bà rồi vụ xả súng ở dưới vadi, rồi vụ xả súng ở chỗ này chỗ kia rồi á, mọi người cứ nói là tất cả những vụ xả súng đó xảy ra tại tiểu bang của đảng cộng hòa thì vì vậy á, là phải hỗ trợ support cho đảng dân chủ tại vì đảng dân chủ mới là đảng của nhân dân bảo vệ nhân dân còn đảng cộng hòa là một cái đảng bảo thủ họ không có lo gì cho dân nhưng mà thanh phương nghĩ nó là không phải thì theo như mình nghĩ đó là một cái uh trò cho chính trị <laughs> và cũng quay lại về cái vấn đề mà uh, tài liệu mật của ông Joe Biden thì khi mà vị luật sư này cho biết là khi mà uh, FBI á, mà đột kích vào nhà ông Joe Biden á, thì lúc đó ông Joe Biden và vợ thì đang đi quá trình đi nghỉ mát và các hồ sơ mà mật của chính phủ đã được phát hiện trong tháng này tại tư dinh ở Wilmington của ông Biden vào tháng 11 tại một văn phòng riêng mà ông duy trì ở một cơ quan nghiên cứu ở Washington DC sau khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống chính quyền Obama vào năm 2017. Và cuộc tìm kiếm cho thấy là nhà điều tra liên bang đang nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra các tài liệu mật mà ông Biden còn dân, còn giữ nha quý vị chứ không phải là hết. Và theo dân biểu James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện đã báo đã cáo buộc tòa Bạch Ốc là ngăn cản và đạo đức giả trong cái vấn đề tài liệu mật của ông Joe Biden. Vào ngày 22 tháng 1, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Sunday Morning Future của Fox News, ông Comer đã nói với người dẫn chương trình rằng ông tin các tài liệu được đánh dấu mật có thể đã chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau chứ không phải là một địa điểm và nhà lập pháp này còn nói rằng ông dự định gửi thư tới sở mục vụ để yêu cầu thêm thông tin liên quan đến những tài liệu đó bao gồm bất kỳ loại thư từ, thư điện tử và tài liệu nào có thể giúp đảng cộng hòa xác định ai có quyền tiếp cận các tài liệu mới được phát hiện này. Và câu chuyện tài liệu mật của ông Joe Biden là một câu chuyện dài. Và tiếp tục những chương trình tiếp theo, Thanh Phương sẽ sẽ nói nhiều hơn và cung cấp thông tin nhiều hơn cho quý vị. Và Thanh Phương sẽ trở lại sau ít phút dành cho thông tin thương mại.